Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Chuyện Làng Quê. Hôm nay mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn vui Lời Du của tác giả cựu chiến binh Nguyễn Thế do Đào Kim Oanh diễn đọc. Hải ca lăng mòn, khóc khóc cái gì? Những ngày đầu khi chúng tôi từ chiến trường ca trở về, do chưa có doanh trại, bộ đội phải lưu trú trong nhà dân. E-28 của F-10 quân đoàn 3 đóng quân trên vùng đất Phú Lương, tỉnh Bắc Thái. Tỉnh cũ gồm Thái Nguyên và Bắc Cạn, nơi sinh sống của đồng bào người Tày. Theo lời kể của đồng đội Nguyễn Hùng Cường bên C-16, C-12 ly 7 hỏa lực của trung đoàn. Ngay cạnh nhà mấy thằng lính trẻ, nhà của người thiếu phụ có đứa con mới tròn 1 năm tuổi. Mỗi tối sau khi xong việc, nàng lại chơi đùa cùng cậu con trai yêu dấu của mình. Vừa nựng, tay nàng vừa vỗ vỗ vào mông thằng bé, thỉnh thoảng lại thấy nàng cúi xuống hôn, sau đó cất lời ru. Kin na kin non na non, hãy ca lăng mòn. Lúc đầu, mấy thằng lính trẻ cũng không hiểu nghĩa của lời ru. Hàng tối tiếng ru ấy lại vọng sang, nghe nhiều quen thành thuộc. Hỏi các mế, người biết tiếng Kinh, nhờ dịch hộ. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, khóc cái gì? Đó là câu mắng yêu của nàng. Hình như nàng cũng đang muốn trải nỗi lòng. Và chúng tôi cũng chưa thấy cha của đứa bé xuất hiện bao giờ. Do được tiếp xúc hàng ngày với bà con địa phương, những thằng lính chúng tôi cũng học được một số từ thông dụng bằng cách hỏi trực tiếp hoặc nghe nhiều thông qua ngữ điệu nên nhớ. Chài là anh, nọ là em, mừa là về, đuối là với, vân vân. Một thời gian, doanh trại cũng được làm xong. Những lúc có dịp ngồi với nhau, sau giờ sinh hoạt lại đem ra ghép. Có khi ghép thêm từ của tiếng Việt. Kin nậm ná kin, hải hải, cái ca lăng mòn. Hiểu theo nghĩa của lính, uống không uống, khóc khóc cái gì. Có anh còn vận dụng đem đi tán mấy cô trong bản. Chài mừa đuối nọ, anh về với em. Chả biết có đúng không, chỉ thấy các cô cười xong rồi chạy mất. Trong một lần không biết học của ai, lính ta vận dụng câu vừa học khi đi mua thuốc lá. Kim tù vai, vay điếu thuốc. Cô chủ quán lắc đầu ra hiệu ý là không có. Cậu lính liền chỉ vào chiếc lọ trong có đựng mấy bao thuốc lá hiệu Sông Cầu. Kim tù vai. Cô chủ quán bụm miệng, vừa cười vừa nói: em tưởng anh hỏi mua thịt trâu. Kim tù vai tính tẩy bọn em là ăn thịt trâu, cái bộ đội à. Ý, cậu lính gãi đầu rồi thanh minh. Thằng cu hôm nó đi lùa trâu gặp anh có nhờ nó. Dạ vậy. Cậu oắt này trêu anh. Những buổi tối thứ bảy, lính ta được nghỉ không phải sinh hoạt, thường tụ tập ra bãi cỏ trống phía bên ngoài doanh trại, ngồi quanh bên ấm trà vừa đàn vừa hát, để quên đi nỗi nhớ nhà. Thường trong mấy thằng lính Hà Nội, có vài anh biết chơi đàn, vốn thổ ngữ tiếng Tày của lính ta lại được lồng thêm vào nhạc. Kin nậm lèo là ta leo lên dốc, chát chát xình, kin tù vai, vay bạn tôi điếu thuốc, chát chát xình. Cứ thế lính ta hát. Bác trưởng bản đi qua thấy vậy liền rẽ vào: sao các chú lại hát thế? Kin nậm lèo là uống nước tiểu. Kin nậm lèo tính tẩy là uống nước tiểu. Vậy là mấy thanh niên trong bản lại trêu cái bộ đội rồi. Tiếng vọng bên đồi tiết cuối thu, bồi hồi mang nhắc chuyện đùa vui. Bạn tôi có nhớ ra ngày ấy, chọc phá ai kia dỗi lại cười. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.